bơm. À, bác bướm đấy à? Dạ. Lâu lắm rồi mới gặp. Này, dạo này trông ăn mặc bảnh bao trắng trẻo, chắc làm ăn được hả? Dạ, em cưới vợ rồi bác ạ. À thế à? Sinh con đẻ cái rồi. Úi giời, thế chúc mừng. À, bác con trai con gái? Dạ, đầy đủ ạ. Úi giời, tốt quá. Thế giờ dạo này làm ăn ở đâu? Dạ, em không đi làm ăn xa nữa bác ạ. Thế à? Vâng, bây giờ em chuyển về nhà kiếm cái việc gì cho nó nhẹ nhàng, làm việc cho nó đỡ đau đầu bác ạ. Ừ, tôi nghĩ thế cũng phải. Ngày xưa còn trẻ thì còn bay bổng được. Vâng. Bây giờ có gia đình rồi thì cũng nên kiếm cái việc gì nó loanh quanh để giúp đỡ vợ con. Dạ. Thế không đánh hàng Quảng Châu nữa thì bây giờ về định làm cái gì? Dạ, em về em đang tính là làm dịch vụ ăn uống ạ. À, dịch vụ ăn uống à? Vâng. Này, chú nhanh nhẹn thế này tôi thấy là cái việc đấy là hợp với chú đấy. Thế định bán cái gì? Dạ, em bán cà phê bác ạ. Ờ, này này, dạ. Cái đấy là hay đấy nhá. Này, tôi bảo bán cà phê thứ nhất là tôi thấy là vốn thì cũng không tốn nhiều lắm. Vâng. Đấy mà không phải đi đâu cả, cứ loanh quanh ở nhà. Thế xong rồi, thôi, kiếm nó ít một tí thế nhưng mà nó nhẹ cái đầu. Vâng, đúng ạ. Thế đúng đã tìm được mặt bằng chưa? Nhà chú chật như thế thì bán cà phê làm sao được? Em tìm được mặt bằng rồi. Thế à? Vâng, nhà em chật, em không làm ở nhà đâu. Ừ. Đây này, em đang đi làm hợp đồng nên định nhờ bác phô để photo cái hợp đồng để thuê cái mặt bằng bác ạ. À, ừ, đây đây sang đây cho em. Sang này làm chén nước đã. À, lâu lắm gặp. Đi đây. Bác phô ơi. Ôi. Đây ra có cái quen đây này. Ôi, có gì? À! Chào bác ạ. Chú bác đấy à? Vâng ạ. Chết chết, làm ăn xa hàng phố mà có khi đến hàng tháng giờ mới nhìn thấy nhau ấy nhỉ. Dạ. Ừ. Thế hôm nay rảnh rỗi quá lại sang thăm anh em chúng tôi là có việc gì thế hả? Ờ, đây này là bây giờ là chú ấy là không đi buôn đường dài nữa. À. Về nhà là định mở cái dịch vụ ăn uống bán cà phê. Đây này, đang bảo muốn nhờ bác photo cho cái hợp đồng này. Được rồi, để tôi photo cho. Này, chú bác này. Dạ. Chú thì bán cà phê ở trong nhà văn hóa thiếu nhi à? Vâng ạ. Hả? Đây này, hợp đồng thuê địa điểm ở nhà văn hóa thiếu nhi này. Chú thuê mặt bằng ở sân nhà văn hóa thiếu nhi á? Vâng ạ. Ừ. Chỗ đây là chỗ cho trẻ em nó chơi thì làm gì thì ai người ta cho chú thuê? Người ta không cho thuê thì làm sao mà em thuê được? Mà cho thuê người ta chỉ cho em thuê cái mặt bằng thôi, không có gì cả. Em về em phải đầu tư nhá. Nào là cốc chén này, nào là rèm này, ô dù này, rồi quầy bar này. Em đang tính sáng mai đi lên ngân hàng vay tiền để xây thêm cái ốt bác ạ. Úi giời. Cái sân nhà văn hóa bé bằng gần đấy mà chú lại còn định bành trướng chú xây cả một cái kiosk kiên cố ở đấy nữa thì là hết à? Ừ, em bành trướng ấy ăn thua gì với cả thằng Linh Hôi. Nó thuê ngay một khoảng sân nhá, rộng nhất ở đấy để làm kinh doanh. Các bác biết nó bán cái gì không? Bán cái gì? Bán cái gì? Bia hơi. Úi giời. Thế bán bia hơi thì bác biết nó phức tạp như nào. Khách khứa 10 giờ đã đông rồi vào un mà nhá. Vệ sinh thì không có cống rãnh thoát nước. Nước ấy thì phải xách từng xô từng chậu, mà cái gì thừa thải ấy thì lại đổ ra sân hết. Úi giời. Đấy, còn nhiều hôm nhá, có mấy ông uống say ngà ngà ra đứng giữa sân tẻ. Chết. Đúng là không được nói lung tung đấy. Nhà văn hóa mà lại có những cái biểu hiện như thế mà ai người ta để được. Sáng nay này, đúng sáng nay luôn có ba ông vào. Trước khi vào ấy thì khoác chân khoác tay cũng bảo anh em vào uống được mấy cốc bia bắt đầu là lời qua tiếng lại, cốc ném vèo đánh nhau ầm hết cả lên, sao phải gọi công an giải quyết đấy bác ạ. Thật, nhà văn hóa mà lại bán cả bia hơi nữa gì này. Thế tôi hỏi thật nhé. Dạ. Chú một khoảnh, thằng Linh Hôi một khoảnh. Vâng. Thế thì bây giờ tôi hỏi chú là hai chú là định thôn tính cả cái sân nhà văn hóa đấy ạ? Không, em với thằng Linh Hôi chỉ được mỗi người một góc thôi. Đây này hai bác nhá, hai bác mường tượng đây là cái nhà văn hóa này nhá. Đây là cái cổng ra vào. Ừ. Đấy, thì hiện tại thì đang có một người Trung Quốc, ông ấy thuê để bán đồ gốm sứ. Mà hai bác biết là cái diện tích mà để bày gốm sứ thì nó chiếm như nào chưa ạ? Còn đây này, đây là cái hiên ấy. Ừ. Trước khi bước vào cổng nhà văn hóa ấy, thì có một bà. Đấy, bà ấy thuê, bà ấy bán sinh vật cảnh. Ừ. Bonsai à? Vâng, bonsai sinh vật cảnh. Đấy. Còn ở giữa sân nhá. Còn ở giữa sân đây thì vẽ số 8 này. Đấy, là nơi người ta đến học để thi bằng lái xe máy. Úi dồi. Thế thì là hết thì còn gì? Chả có chỗ nào mà chơi này. Cả. Nhưng mà tôi nhớ là ngày xưa ở dưới cái gốc cây phượng ấy. Vâng. Là nó còn có một cái đu quay, có mấy cái bập bênh với cả mấy cái con thú nhún cơ mà. Ừ, mấy cái hỏng hết rồi bác ạ.
Em tí nữa định ra chợ người này, thuê mấy người về bậy lên bán sắt vụn được đồng nào hai đồng ấy. Với lại em tính rồi, em cũng lấn được thêm gần chục mét vuông. Này, bác Phô này. Ê, nghe chú bác chú nói như thế thì bây giờ khả năng là anh em mình là khi nào mà cho con cho cháu ấy đến cho chúng nó sinh hoạt ở trong trong nhà văn hóa này, tiện ra phết đấy. Tiện gì? Tống hết chúng nó vào trong sân khấu ở trong trong đội ấy, còn là bố mẹ thì là trong lúc chờ thì là ngồi uống bia uống thì cà phê tập lái xe ngoài sân, còn chỗ đâu mà chả đưa vào trong hội trường mà chơi hết đấy. Không, ở trong hội trường ấy người ta tận dụng hết rồi bác ạ. Làm gì? Tầng 1 nhá là dùng để tổ chức cưới sinh nhật này. Tầng 2 là câu lạc bộ bia với cả thể hình. Đấy, còn ví dụ hôm nào mà không có đám cưới ấy, sinh nhật ấy thì tổ chức hội chợ này, nó hai bác đồng vui người vào nườm nượp. Trẻ con chúng nó chơi ở đâu bây giờ? Thế thì là bây giờ này có khi phải đổi tên cái nhà văn hóa thiếu nhi ấy, nó thành là cái gì? Gọi là trung tâm thương mại hỗn hợp được. Đấy. Thế tôi hỏi chú đấy, bây giờ chú kinh doanh như thế, người ta đồng ý cho các chú mở ra làm bao nhiêu cái những dịch vụ như thế. Vâng. Thì bây giờ tôi hỏi là trẻ con bây giờ nó chơi ở đâu? Thì chúng nó chơi ở đâu kệ chúng nó, em làm ăn là em cứ làm ăn thôi. Bác Phô tôi cho em đi, cho em cho được việc bác ạ. Tôi không phô tô đâu, tôi vô cùng bức xúc trước những cái hành động như này của các chú. Các chú chỉ biết có đến đồng tiền thôi. Các chú có biết cả cái nhà văn hóa như thế để cho các em nó vui chơi, bây giờ ai cũng nhảy vào kinh doanh thì tôi thử hỏi chúng nó chơi ở đâu? Tôi vô cùng bức xúc. Đi cho khác phô tô, tôi không phô tô ở đây nữa. Đấy, bác đừng nóng. Bác làm gì mà bác nóng ấy, bác không phô tô cho em thì em đi phô tô chỗ khác. Chào hai bác. Hai bác làm gì mà vẻ mặt căng thẳng thế? Ông Dương đây à? Đang tranh luận tí. Đứng nghỉ con. Hai bố con hôm nay dối giá xe máy đi đâu mà không lại đi xe đạp thế này? Vâng, hôm nay đẹp rồi, em cho cháu đi chơi chứ ngồi ở nhà nó chơi điện tử suốt nó mụ mị hết cả người. Đây chào hai bác con. Bằng, ôi dồi, bằng. Bác thông cảm, nó bằng bằng là nó thể hiện tình cảm đấy. Thằng bé này trông mặt mũi sáng sủa nhỉ, mà có vẻ là thông minh đấy. Vâng. Nhẹ nhẹn đấy. Đấy, cho cháu đi chứ ngồi hút ở nhà nó bị hết bác ạ. Đây đây thì ngồi ngồi đây. Thế hai bố con định dẫn nhau đi đâu chơi? Dạ, em vừa cho cháu đi chơi vườn bách thú. Đấy bác ạ, khổ quá. Vào vườn bách thú chơi. Khỉ thì toàn khỉ chết đói. Đấy còn vườn hươu sao rồi hổ báo chẳng thấy đâu. Vào chuồng hổ, chả thấy hổ đâu thì thấy mỗi cái hang. Qua chuồng gấu thì thấy người ta đang đè ngửa con gấu ra không biết khám bệnh hay cái gì. Thế nên kéo người ta đè xuống để người ta hút mật này. Ấy chết, ai lại hút mật. Em thấy người ta đè ngửa ra mặt. Thú đâu, không đi vườn mấy thú đâu. Thôi được rồi, đấy, cháu nó chán. Em mới dắt đi qua vườn bách thảo. Chọn một cái ghế đá ven hồ đẹp đẹp ngồi, hai bố con ngồi. Con ngồi ở đây bố nói chuyện con. Đấy, hai bố con ngồi mát. Thế thì người ta đuổi như đuổi tà. Bảo là để cái ghế đá đấy để các đôi người ta đến người ta chụp ảnh cưới. Ông uống nước. Em nghĩ là hay thế này. Thôi để hai bố con đi về ra cái khu nhà văn hóa của cái khu phố mình ấy. Đấy, cho cháu nó chơi ở đấy cũng được. Cũng mấy con thú nhún thế này thì... Này này. Ông định cho cháu nó ra nhà văn hóa ở cụ mình á? Vâng vâng. Ôi giời ơi. Ở đấy có đu quay mà. Bây giờ ông có ra đấy ông cho nó uống bia, ông cho nó đi tập xa hình này để mà nó thi bằng xe máy thì tập nhá. Sao lại có bia đấy? Mấy hôm trước, tuần trước em đi qua có đâu, có mấy thú nhún rồi. Ông thật là đúng, ông có con nhỏ mà ông chả quan tâm gì cả. Bây giờ người ta đã cho thuê tất cả mặt bằng ở đấy để kinh doanh rồi, làm gì còn chỗ nào cho trẻ con nó chơi nữa. Ông đi nhà văn hóa tập xe đạp cơ. Tập xe đạp, thôi được rồi, rồi, bố sẽ dạy mày xe đạp. Thật thế hả bác? Chứ còn sao nữa, đây. Ông vừa đến là bọn tôi vừa mới tranh luận về cái vấn đề đấy xong, rất bức xúc đây này. Chết. Thế thì lấy sân chơi đâu cho các cháu rồi bác? Tốt nhất là bây giờ chú không nên cho cháu nó ra ngoài đấy nữa đâu. Chỗ chả có mà chơi đâu. Thôi rảnh hai bố con đạp xe vòng vòng lên bờ hồ ăn que kem rồi đi về là hợp lý đấy. Được, thế này này, tôi ở đấy người ta lấy chỗ bán bia rồi con ạ. Bây giờ này, bố đèo mày đi chơi mấy vòng, xong về bố mua cho mày que kem. Hả? Đi tập xe đạp cơ. Ngoan con. Thôi rồi, về bố sẽ dạy mày xe đạp. Đây không phải là giặc đâu mà bắn. Bây giờ nhá, đi với bố mua mảnh với em. Đây này này, chào các bác đấy con. Ôi trời.
đi đi rồi rồi ngồi lên xe bố mua mày quẹt nhem cho mày mày mua mấy que bố mua đấy. Bác thấy không, thằng con nhà ông Dương ấy, sản phẩm của cái việc gọi là không có cái chỗ chơi mà đúng mực và lành mạnh cho trẻ con đấy. Nên là hậu quả nó thế kia kìa. Trông cứ ở nhà cứ chơi game mà suốt ngày máy móc vi tính, bây giờ mụ người trông người nó bình thường thế nhưng mà chắc là đầu óc nó không biết nó có bình thường hay không. Về có khi là nạp thêm đạn cũng như bắn cả bố ấy. Tôi nghĩ rồi chú ạ. Tôi hết sức là bức xúc. Tôi sẽ viết một cái đơn. Ôi chết. Bác định kiện ai? Không, tôi không kiện ai. Mà tôi sẽ gửi cho tất cả các báo với một cái tiêu đề là tiếng kêu cứu của các nhà văn hóa thiếu nhi.